Alo. À, tính gì hả? Tính gì Dạ. cô nè? Cô ở Trăng nè con. Cô khổ quá, cô tính gì cho kiếm hai gia đình nào khá khá cho đứa cháu hơn tính gì? Cho cháu hả? Dạ cô nuôi hai đứa nuôi không nổi tính gì thôi, lớn tuổi rồi đi bán đồ ăn dặm cho học sinh chứ công trường đó đâu rồi đủ tiền mua sữa mua tã cho thằng nhỏ đâu. Cô ở đâu Sóc Trăng cô? Dạ ở Sóc Trăng biển Trần Đề. Dạ là cha mẹ nó đâu mà chị mà cô nuôi hai đứa cháu? Mẹ nó đẻ ra ba đứa là bỏ ba đứa cho bỏ một đứa cho ngoại tại cô thôi, rồi bỏ đứa gái cho ngoại nuôi đứa, Thì giờ cô phải nuôi hai đứa đấy. cô là mẹ của mẹ đứa bé hả? Bà ngoại hả? Dạ đúng rồi bà ngoại, Ủa thì mẹ nó bỏ đi đâu? mẹ em bỏ trên Sài Gòn á, lo bản thân nó không, mình không có lo cho con gái gì Rồi chồng nó đâu? chứ, nó thôi chồng ơi. Thôi chồng, trời ơi, thiệt đã đến đến nước mà cô phải cho cháu luôn sao? Trời con nuôi không nổi, cô hỏi gì nữa, cô đi bán trường học á đâu có nhiều tiền, ngày 100 ngàn 200 ngàn rồi ở nhà cho nữa, rồi mua sữa cho thằng cháu nhỏ nữa, nó mới có 16 tháng à. Thằng lớn thì đâu có tốn tiền sữa hay gì đâu, thằng nhỏ Nhà cô cách thành phố Sóc Trăng bao nhiêu xa? cô lên trên Sóc Trăng này cô ở nhà, nhà cô thì xuống với huyện Trần Đề tới 30 cây mới tới, ở Sóc Trăng rồi xuống nữa 30 cây mới tới. Nhưng mà hiện giờ bây giờ là cô ở thành phố Sóc Trăng hả? Ở thành phố Sóc Trăng đi bán trường học gần nhà trọ Giờ đứa lớn bao nhiêu tuổi, đứa nhỏ bao nhiêu tuổi? nè, đứa lớn 9 tuổi đứa nhỏ mới 16 tháng 16 tháng nó đẻ xong nó để đó nó đi. à. Chỉ coi ha, thằng lớn thì bỏ cho cô hơn 1 tháng, cái này đi ba đồng mới ở về, với nó có chồng khác cái nó đẻ đứa nữa, cái đem về cho ông ngoại nó hồi 3 tháng rưỡi nó bỏ đi, ông ngoại nó nuôi, rồi giờ tới đứa này nó nuôi hả, cô đâu có lãnh, cô nói lãnh là cô nuôi không có nổi, chứ nó kéo dài tới 12 tháng nó năn nỉ, nói má lãnh cô giùm con đi làm con gửi tiền về cho má, mình nói con không sửa đổi tính tình con còn vậy nữa, má không có lãnh đâu, gán đi con đi làm mà con nuôi mà nuôi mà nuôi gửi tiền về cho má, tháng đầu nó gửi vậy cho tin không, 3 4 tháng nay hả dịch corona nó không gửi luôn, cô hả nhờ hả người này người kia thương xót ta cho gạo nè, lâu lâu cái ta cho 100 200 mua sữa cho nhỏ uống, Trời ơi, phải tiếp cô khổ chứ tiếp một cái là cô chịu không nổi. tiếp một cái là con là chưa bao giờ xuống ở dưới đó cả, chứ con ở đó thì nó khác rồi. Ở ở ở đó là thuộc ở đó Phường 2. là thuộc phường phường mấy cô? Phường 2. Phường 2 hả? À. Phường 2 tỉnh Sóc Trăng hả cô? Tỉnh Sóc Trăng. Dạ thôi được rồi, để con ghi cái thông tin của cô, rồi con có khi nào con có dịp mà con có đi được thì con liên hệ với cô nha cô nha. Rồi hoặc À, là con liên hệ cái số này giùm con. Trời ơi, cô nói cho cháu mà cô nói thiệt chứ gì, cô đau lòng cô khóc 3 4 ngày đấy. được, con có cách con giúp cô, chứ cô đừng cho nó đi tội nghiệp nó cô ơi. Con Ở như cô nói cứ trường xuống rồi lưu học ai cũng nói nó đi cho nó đi chứ khổ quá trời sao chịu nổi, cô thường xài nhiều khi á cô thường xài gì gì cô. cô thường xài số điện thoại mà cô đang gọi đây phải không? À, cô đừng gọi Không, nhiều khi hả cô nói thiệt chứ con á, cô không có đồ ăn ăn hả, cô đi xin nó súp về mua bún về hai bà cháu ăn, không có tiền mua đồ ăn luôn. dạ nghiệp Bây giờ cô mới bóp bụng cô cho nó. dạ để rồi con lưu lại số điện thoại của cô, rồi con kiếm cách con giúp cô nha. Dạ 0834 941 153. 153 Cô tên gì? cô tên Triệu Mỹ Phượng. Cô Phượng phải không? Dạ À, để rồi con có kiếm cách rồi con nhờ cộng đồng giúp cô, chứ cô đừng cho cháu đi nha cô, đừng cho cháu tội nghiệp nó nha cô. vậy mà thấy hai đứa này vậy không cưng sao, đẹp trai trắng tươi à mà tóc đỏ lòm vậy đó, Dạ thôi cô đừng tóc cho, tự nhiên á. cô ráng đi nha cô, ráng đi rồi con sắp xếp con giúp được gì cô sẽ giúp nha cô nha.
Dạ. Cảm ơn Dạ, rồi, chào cô ha. nha. Rồi, chào cô.